Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối ngày 24 tháng 5 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, Ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho hơn 200 học viên là bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn, đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp huyện. Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày. Các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề gồm những nhiệm vụ của công tác tư tưởng tuyên giáo trong tình hình mới, kỹ năng vận động và tổ chức cho nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của chi bộ đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, phòng chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Trong buổi sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, các học viên được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thanh ủy truyền đạt chuyên đề những nghiệp vụ công tác tư tưởng tuyên giáo trong tình hình mới. Qua chuyên đề này, các học viên được nắm rõ những vấn đề lý luận chung về công tác tư tưởng, thực trạng hoạt động của công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay, dự báo tình hình thế giới, trong nước và những yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Từ đó áp dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng nói riêng và công tác tuyên giáo của huyện nói chung trong bối cảnh hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở cũng được nghiên cứu, thấm nhuần những quy định của điều lệ đảng về tổ chức và hoạt động của đảng, vai trò nhiệm vụ, chức năng của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên cũng như cán bộ làm công tác đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết trung ương ban hành trong thời gian qua. Lớp bồi dưỡng cũng góp phần trau dồi, tăng cường kỹ năng lãnh đạo chỉ đạo, khả năng nghiên cứu tổng kết, thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo điều hành, lãnh đạo hiệu quả các mặt công tác của chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Quốc Oai. Qua đó giúp cho các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới. Sáng nay, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị kiểm đếm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực văn hóa. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, trên địa bàn huyện hiện có 46 dự án đang thực hiện công tác đầu tư với tổng kế hoạch vốn năm 2024 là 471,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố là trên 334 tỷ đồng và nguồn ngân sách huyện là trên 137 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 50 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Hiện nay, đã có 35 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và 15 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài những dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, còn một số dự án gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chưa đủ tư liệu phục dựng, chưa phù hợp với quy hoạch chung, vướng mắc về thanh lý tài sản hiện trạng làm cơ sở phá dỡ, việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của pháp luật qua các thời kỳ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban ngành liên quan cần tăng cường phối hợp kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành theo đúng thời gian như hợp đồng đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ, cần chủ động phối hợp với địa phương để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng công trình, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án chậm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan thường trực nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến thanh quyết toán, thu chi, thanh lý hợp đồng cho chủ đầu tư các dự án, đồng thời ra soát lại thời gian thực hiện hợp đồng các dự án để đôn đốc triển khai thực hiện công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các dự án. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai tổ chức hội thao bắn súng quân dụng cho lực lượng dân quân năm 2024. Tham gia hội thao có 84 vận động viên là các cán bộ chiến sĩ dân quân được tuyển chọn từ 21 ban chỉ huy quân sự xã thị trấn trong toàn huyện. Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở các nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, mục tiêu ẩn hiện ban ngày, bắn súng tiểu liên AK bài 2, bắn nhanh chính xác mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Đối với nam và nữ, nhờ làm tốt công tác tổ chức và các đội huấn luyện, luyện tập chu đáo nên hội thao đã đạt mục đích yêu cầu đề ra. Hội thao nhằm đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện bắn súng quân dụng, huấn luyện thể lực,
hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện quân sự, hoạt động và luyện tập thể thao của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ ở các đơn vị cơ sở. Thông qua hội thao, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, giới thiệu với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để tham gia hội thao của Bộ Quốc phòng trong thời gian tới. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.